Mấy hôm nay nhà chị có việc, thế nên là chị phải xin nghỉ ốm. Em đi đâu mà em mặc điệu thế? Mặc đẹp như vậy, chắc lại đi hẹn hò chứ gì. Ai vậy? Chắc là anh Phi à? Hẹn hò đâu mà hẹn hò. Hôm nay người yêu cũ của anh ấy rủ đi ăn tối. Em chỉ đến cứu nét thôi. Này chị Ly ơi, mai chị đi làm nhá. Không có chị em buồn lắm. Thôi, em đi đây. Bye bye anh chị. Bye bye. Sơn này, anh mua tặng em chùm bóng kia nhé. Đây á? Làm gì? Anh nghĩ là chùm bóng này cũng đủ như là kinh khí cầu để giúp em bay lên nhé. Này, anh chuẩn bị cho em thấp bé nhẹ cân chứ gì? Ý anh không phải như vậy. Ý anh là em như nàng công chúa trên bầu trời của anh vậy. Eo, anh sến vãi. Mà thấp bé nhẹ cân thì đã sao? Anh đâu có đẹp trai như sếp Quy, cũng không to cao như là cậu Tú crush của em. Đi chơi với em ấy, anh cứ phải mặc đồ trẻ trung như này mà vẫn ra là ông chú của em. Thật ra thì em thấy anh cũng không đến nỗi nào đâu. Mà sao anh vẫn ế nhở? Cuộc sống mà, có phải lúc nào cũng như mình mong muốn đâu. Mà em biết không, càng nhiều tuổi càng khó yêu ấy. Này, gu bạn gái của anh là gì ấy? Anh tưởng là em phải biết câu trả lời chứ nhỉ? Gu của anh là em. Thôi đi, anh đừng có mà thả thính em. Em không dễ dính đâu nhá. Dính hay không á thì anh không biết, nhưng mà em phải có trách nhiệm với anh á thì chắc chắn rồi. Mà này, mình mua gì tặng chị Ly nhở? Em nghĩ rồi, mình sẽ mua mèo thần tài. Đi khai trương mà mua mèo thần tài là hợp lý nhất đấy. Em cứ quyết đi, chuyện này anh tin vào em. Anh có biết em ghét nhất kiểu con trai như nào không? Không có lập trường. Thì em cứ phải nghĩ cho Quy bạn anh chứ. Mà trong cái khoảng thời gian đó, Quy nó buồn và tiều tụy lắm. Nhiều khi anh nhìn nó, anh xót lắm. Thì ai sẽ có nỗi khổ riêng. Chị Ly cũng thế mà. Mà anh nghĩ là mọi thứ trên đời đều là có duyên đấy. Nếu mà còn duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại. Hai người đó không biết là còn duyên hay không. Mà thôi, nói chuyện này buồn quá, đang đi chơi mà. Vui lên nào, up hút lên. Mua thêm chùm bóng kia nhá. Đi.